Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Mở đầu tập 1 phần 6, ta thấy John vẫn đang nằm chết ngắc trên nền tuyết, còn Alistair Thorne giờ đã vào trong phòng ăn và dàn xếp với anh em về việc lão giết John để ngăn chặn một thằng phổi bạn làm hỏng thành quả của anh em như nào. Sir Davos và những anh em thân tín còn lại mang xác John vào một căn phòng rồi cố thủ bên trong. Ông duy nhất gần chính nhưng không chính bằng Sir Davos thì bảo là sẽ đi tìm anh em man tộc đến giải cứu cho John. Tôi cũng không hiểu là cứu kiểu gì. Thím Melisandre thì vẫn đang trầm cảm sau khi khiến thành viên chính thống cuối cùng của nhà Baratheon đi bán muối, mất niềm tin vào cả bản thân lẫn quang thần, ngồi ru rú trong góc ở Winterfell. Ramsay về thì thấy thím Bổ Nhí đã chết, mặt trông tiếc thương, nói chuyện mùi mẫn các kiểu. Nhưng ngay khi quay đít bỏ đi thì đã sai hầu cận mang xác thím này cho chó ăn. Tất nhiên thủ phạm gây ra cái chết của bồ Ramsay là Rick và Sansa thì vẫn đang chạy trối chết, trong khi bị cả người cả chó săn đuổi. Rick chạy ra đánh lạc hướng người, nhưng thanh niên tài nào đánh lạc hướng được chó, nên cả hai bị bắt lại sau đó không lâu. Trong tình thế ngặt nghèo đó, Brienne và Podrick căn đúng thời gian đẹp để phi ngựa và đánh úp. Và dù Podrick đánh cũng được, hơi đuối tí, nhưng Brienne đã gánh tim bằng cách thịt cả người lẫn chó cứu Sansa. Giờ được gặp lại Brienne thì Sansa vui mừng không kể xiết, chấp nhận cho Brienne phục vụ mình, điều mà lẽ ra thím này nên làm từ đầu, chứ không phải tin vào lão bay lắc. Ngược xuống Vương đô tí thì con tàu hoàng gia chở Jaime và con gái đã về đến nơi, nhưng tiếc là khi Cersei chạy ra đón, thứ nhận được chỉ là xác con. Đám tang Marcella được tổ chức ở nhà nguyện Baelor, mà thím Cersei thì giờ theo nguyên tắc của đám chim sẻ thì còn là tội nhân, không được bước vào nhà nguyện, nên Cersei còn không được gặp con gái lần cuối. Và nếu tôi mà là Cersei thì tôi cũng cay y như thím vậy. Đức vua Tommen thì cầu xin đứt lưỡi chim sẻ tối cao để xin ngoại lệ, cơ mà có vẻ là lão này không quan tâm ý muốn của vua lắm. Thằng chồng tương lai của Marcella, Justine thì bị hai đứa con gái của Oberyn nghe lệnh Alaria thịt luôn trên tàu, trong khi thím Alaria thì hóa vàng luôn ông già Doran và cận vệ ở ngay lâu đài Sunspear để ngồi lên ghế lãnh đạo và chuẩn bị dẫn sứ Don vào một cuộc chiến mới trả thù cho Oberyn. Sang bên kia eo biển hẹp thì có vẻ là sau khi tiếp quản công việc quản trị thành phố City Skylines ở Meereen, Tyrion bị cả đống việc đổ vào đầu. Chưa dàn xếp được tí nào thì đoàn thuyền của Daenerys ở cảng Meereen đã bị lũ con của điểu nhân thiêu cháy rụi. Thôi thế thì về Westeros thế nào đây? Về phần Daenerys thì đám Dothraki đang đâu giữa thảo nguyên hoang vu, bắt được một người đàn bà tóc trắng thì cũng phê lắm, mang về cho Khao của mình xem. Hai ông fan club mẹ rồng đi tìm thì đến muộn một bước nên chỉ tìm được cái nhẫn xong thôi. Phải truy vết mãi mới biết đám này đang hướng về thành phố của đám Dothraki. Sang phía tây một tí, chưa sang hẳn Westeros, ở Braavos, Arya sau khi bị mù thì phải đi ăn xin trên phố. Nhưng quái thai thế nào thì thím tóc ngắn lại ở hội vô diện, ngày nào cũng đến bố thí cho Arya vài gậy. Và rõ là Arya không có mắt thì né chiêu kiểu gì, mỗi ngày một bữa toàn hành không cháo. Cuối tập 1 thì chúng ta trở lại Winterfell, nơi đầu tiên Melisandre cởi hết đồ trên người mình, tức là cởi cả cái vòng cổ. Ngay khi vừa bỏ cái vòng cổ đính đá ra, Melisandre hiện nguyên hình là bà ngoại bạn, rồi nhìn lên nhìn xuống, lên giường đắp chăn đi ngủ. Sang tập 2, trong khi anh chị thì bàn cách chiếm lại nhà, em gái thì khốn khổ ăn mày bên Braavos, Bran què được một quả gióp trong mơ, đó là bay lắc với quạ ba mắt trong hang. Đấy, mắt trắng dã cả ra thế này. Đùa rồi, ông già đang chỉ Bran cách sử dụng sức mạnh của quạ ba mắt để nhìn vào quá khứ. Ông già đưa Bran về một Winterfell cách đây mấy chục năm, hồi mà Ned, Lyanna và Benjen Stark vẫn còn là trẻ con. Trong đám đông thì Bran vô tình thấy cả Hodor. Và thật kỳ lạ là Hodor trong quá khứ dù là một thiếu niên to béo phốt pháp nhưng mà vẫn nói chuyện được như bình thường, tên là Wylys. Việc Bran liên tục về đây sẽ quan trọng ở các tập sau nên có gì từ từ xử lý. Ở dưới cái hang bay lắc của Bran một tí, tại Hắc Thành, Ed đã triệu gọi thành công các Tormund và anh em man tộc đến cứu Jon. Đúng lúc Alistair Thorne cho người phá cửa định vào chiến với ngài Davos và anh em, quân số man tộc giờ áp đảo hoàn toàn mấy thằng phổi bạn Jon. Chưa kể mấy bố còn dẫn theo cả người khổng lồ, nên Alistair và đồng đảng bị tống vào ngục hết. Ở Vương đô, ông vua trẻ con Tommen vẫn đang không biết phải xử lý thế nào, bất lực hoàn bất lực, khi rõ là muốn bảo vệ mẹ không bị bắt nạt, nhưng nhìn cái thái độ dung của lão sẻ đầu đàn thì cũng run vòi vào, sợ không dám làm gì. Cậu Jaime định đến để cho thằng cháu xem là đàn ông khi xử lý công việc thì ra sao, mang dao ra dọa sẻ đầu đàn, nhưng lão già trí phèo này có cái gì để mất đâu, nhất là giờ mà lão chết thì tự dưng thành tử vì đạo, bọn chim sẻ của lão sẽ chả sợ bố con thằng nào. Bên chỗ Daenerys thì tình hình cũng không khá hơn là mấy, khi Yunkai và Astapor giờ đã khôi phục lại chế độ nô lệ, khiến Tyrion rất chỉ là đau đầu. Và với 1 tỷ vấn đề đổ vào đầu thì ông tướng này chọn quan tâm đến việc hai con rồng trong hầm của Daenerys đang sống như nào, nên nghĩ ra quả ý tưởng thiên tài là xuống tháo xích chúng nó ra trước khi hai con rồng buồn quá mà chết, chắc thế. Và quả đấy đúng là một quả chơi ngu, khi mà trải nghiệm thả xích rồng 101 là một trong những trải nghiệm sợ nhất đời Tyrion, sợ hơn cả lúc giết bố trên bồn cầu. Nên sau khi làm xong thì nhắn Varys là: về sau tôi mà nghĩ ra ý tưởng thiên tài nào như này thì ông cứ đấm vào mặt tôi luôn nhá.
ở một thành phố tự do khác, Braavos. Sau khi bị mỗi ngày một bữa toàn hành không cháo, người đàn ông ở nhà đen trắng đến test Aya thì thấy cô bé vẫn vững tâm lý, nên thôi coi như tạm chấp nhận là pass by test. Chắc là kiểu bị hành hạ ngược đãi thế nào cũng không mất ý chí gì đấy, chắc thế. Ở Winterfell, Roose Bolton tiếp tục nắn gân thằng con trai về việc để sổng mất Sansa, nhất là khi Ramsay không đi tận nơi mà cử lính đi xong để bị Brienne úp sọt. Đúng lúc đấy thì tư tế của nhà Bolton từ trong buồng ra báo là Wilda, bà béo vợ Roose Bolton ấy, đã đẻ ra một thằng con trai. Lão Roose vừa vỗ vai Ramsay bảo là mày vẫn là con cả của bố, thì bị Ramsay cho một dao xuyên tim, nằm xuống đất chết luôn. Một cái chết quá đáng cho lão già phản phúc. Ramsay nhanh chóng bảo tư tế gửi thư cho các gia tộc đồng minh rằng Roose Bolton đã bị kẻ thù đầu độc, rồi dẫn mẹ kế và thằng em mới đẻ vào chuồng chó để chúng xử lý hộ mình. Thế là Bro trở thành người họ Bolton duy nhất còn sống sót. Chắc chắn điều này sẽ không có hậu quả gì về sau đâu nhỉ. Về những người mà Ramsay muốn bắt thì họ đã gấp rút rời khỏi khu rừng để lên Hắc Thành tìm Jon. Brienne kể cho Sansa về cuộc gặp của cô với Arya trên đường đi, về sự hối tiếc khi để lạc mất cô con gái bé của Catelyn Stark, nhưng được Sansa an ủi. Rick lựa chọn không đi theo mà chấp nhận trở về nhà, tức là trở về quần đảo sắt, bước những bước đầu tiên trong hành trình trở lại làm Theon ở quần đảo sắt, nơi mà Rick, Theon đang đến. Thằng em giặt vòng lâu ngày của Balon Greyjoy, Euron Greyjoy, tức là chú chuột của hai chị em Yara và Theon, đã trở về trong một đêm mưa bão và hất văng ông anh trai già từ trên cầu xuống vách núi. Tòm, thế là mấy hôm nữa kiểu gì quần đảo sắt cũng phải tìm vua mới. Ở cuối tập 2, chúng ta trở lại Hắc Thành. Thì ở đây, sau khi được Sir Davos thuyết phục đứt lưỡi, Melisandre cuối cùng cũng đã chịu thử phép hồi sinh lên Jon Snow. Xem liệu thím này có làm được như cách mà Thoros đã hồi sinh Beric ở chỗ hội huynh đệ vô kỳ trận không? Melisandre tắm rửa cho xác Jon, cắt gọn tóc tai, rồi đọc thần chú sầm xì mãi. Đáng tiếc là có vẻ bà này cộng hơi ít chỉ số vào phép hồi sinh, nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Melisandre thấy như cả thế giới sụp đổ, vị thần bà luôn tin tưởng có vẻ đã bỏ rơi Melisandre. Những dấu hiệu mà bà đọc được đều sai, và giờ tí phép thuật cũng không làm được. Melisandre bỏ ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn con chó sói Ghost và ngài Davos với xác Jon. Nhưng mà bùm cái, khi mọi người thấy nâu hốp nhất thì con chó sói chợt ngẩng đầu lên và Jon mở mắt rồi thở hổn hển ra như người tí nữa thì chết đuối, đánh dấu việc Jon là nhân vật đầu tiên được hồi sinh sau khi chết tận một tập. Ngay khi Jon vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên mà anh được Melisandre hỏi là có nhìn thấy gì, gặp được ải thế giới bên kia hay không. Nhưng không, Jon chả thấy gì, làm Melisandre rơi vào trầm tư. Cơ mà hàn huyên thế thôi, chứ Jon cần thời gian để hoàn hồn nữa. Trong lúc đợi Jon, chúng ta sẽ qua chỗ bạn Jon là thanh niên Sam. Sam béo đang đưa người yêu và con riêng về phương Nam. Sau chuyến hành trình bão táp mà tôi quên không kể, thì cuối cùng Sam đã đến được Hornhill, vùng đất của gia tộc Sam, nhà Tarly. Còn mình thì về đại nội để học cái bằng học sĩ, lên làm nốt mấy cái task mà tư tế Aemon đang làm dở thì quá già phải về hưu. Ngược lên phía bắc tí thì ông tướng Bran vẫn được quạ ba mắt rủ đi bay lắc, và lần này thì bay đến cái sự kiện ở đoạn cuối cuộc nổi dậy của Robert, khi mà Ned Stark và bố của hai chị em nhà Mera là Howland Reed đến tìm một cái gì đó ở chỗ gọi là tòa tháp hoan lạc ở Dawn. Mấy ông tướng này đến định úp lồng với số lượng áp đảo, mỗi tội là thằng cha vệ vương nhà Targaryen, kiếm sĩ bình minh Arthur Dayne, quá mạnh và thông thạo, hai tay hai kiếm làm cỏ hết anh em của Ned Stark. Ned cũng tí thì chết nếu như Howland Reed không đâm lén Arthur từ sau để Ned tung đòn kết liễu. Những gì mọi người kể về việc Ned solo với kiếm sĩ bình minh hóa ra là bốc phét. Sau khi trận chiến đã ngã ngũ, Ned chạy lên tòa tháp, nhưng Bran chưa xem được chuyện gì sắp xảy ra thì quạ ba mắt đã kéo cậu về lại thực tại. Hôm nay xem TV thế đã đủ rồi. Sang Meereen thì bằng vài thủ pháp nghiệp vụ, cây gậy và củ cà rốt các thứ, Varys đã khai thác được thông tin từ một người phụ nữ làm tay trong cho lũ con của điều nhân, và phát hiện ra chính bọn chủ nô từ các thành phố khác chính là những kẻ đã hậu thuẫn lũ phản động, khiến cho Tyrion giờ đau đầu tìm cách giải quyết với lũ chủ nô ở vương đô. Tommen tiếp tục đến nói chuyện với chim sẻ đầu đàn, nhưng mà bị một cái vấn đề là ở lâu với ông già này xua kèo là ông vua con trẻ người non dạ này sẽ bị tẩy não. Lẽ ra thì Cersei đã có thể thấy được vụ này mà trông chừng từ trước. Nếu mà thím Cersei không bận đấu đá với hội đồng nhà vua, những người mà giờ cũng không ưa thím lắm, thấy Cersei vào giữa cuộc họp là né như né tà. Nói gì thì nói, chính Cersei là người trao quyền lực vào tay lũ chim sẻ, nên giờ những gì xảy ra với thím chỉ có thể tóm gọn lại là quả báo nhãn lồng. Sang một nhân vật nữ với các quyết định hơi sai phải để lại hậu quả nữa, thì chúng ta có Arya Stark. Người dù giờ không phải ăn xin thì vẫn phải ăn ốc nói mò, vì giờ có nhìn thấy gì đâu mà chả mò. Bà tóc ngắn vẫn quất Arya mỗi ngày một bữa, nhưng giờ thì khi đã quen với việc mù lòa, Arya đã trở thành Daredevil của trò chơi vương quyền. Thậm chí có những lúc còn vả lệch mặt bà tóc ngắn được. Dù luyện tập gian khổ thì tinh thần Arya vẫn cứng, và có vẻ là cô bé đã chấp nhận mình sẽ trở thành một kẻ vô danh, nên tự dưng thị lực của Arya được phục hồi để chuẩn bị cho lần kiểm tra thứ hai. Sau cái đợt fail không giết được lão thích ăn hàu ở cảng Braavos, cơ hội thứ hai không phải lúc nào cũng đến. Người đàn ông cảnh báo Arya rõ ràng, cơ mà như này khác gì cắm cờ, là kiểu gì đến đoạn phải giết người Arya lại gặp vấn đề gì đấy. Cơ mà thôi, chưa đến đoạn nhiệm vụ nên cứ từ từ đã. Trên phía bắc tại Winterfell, Ramsay làm lãnh chúa chưa được bao lâu thì thằng trưởng nam nhà Amber đã đến đòi hỏi, bắt Ramsay phải gửi người đến cover.
Tại thằng Trả sợ đám man tộc và John dẫn đến đấy sẽ tấn công lãnh thổ nhà Amber để trao đổi. Thanh niên này mang theo Osha và Recon đến tặng Ramsey, tiện thể là đầu con sói của thằng bé để chứng minh thân phận, khiến điệu cười của Ramsey đã mất nhân tính nay còn mất nhân tính hơn. Lên phía bức tường tại Hắc Thành, John sau khi bình phục tí thì đi xét xử những thành phần phản loạn đã đâm anh. Alice Thorn thì vẫn bất chấp, còn Ollie thì không nói nên lời. Dù trông có vẻ không muốn, nhưng John không thể nào tha cho thằng bé được, treo cổ hết cả bọn. Sau khi xong việc, John trao lại tấm áo tổng chỉ huy cho Ed, rồi rũ bỏ lời thề. Cũng đúng rồi, lời thề của hội gác đêm là bảo vệ bức tường đến chết, mà John chết rồi còn đâu. Nên giờ các thứ xí xóa. Sau hai tập đi ngựa thì cuối cùng Brienne, Sansa và Podrick cũng đã tới được Hắc Thành Castle Black. John gặp lại em gái thì mừng mừng tủi tủi. Em gái gặp John thì như trẻ mồ côi tìm được bố mẹ, ôm nhau cảm động các thứ các thứ. Sau khi ổn định tinh thần sức khỏe các kiểu, Sansa bảo John phải giúp cô giành lại miền Bắc, vì nếu miền Bắc còn nằm trong tay lũ phổi bạn như nhà Bolton thì ối rồi ôi, Sansa và các em sẽ chẳng thể nào an toàn được. Nhất là thằng Ramsay vẫn còn đang giáo giết tìm cách bắt lại Sansa về làm máy đẻ, nên dù John chán đánh đấm lắm rồi thì vẫn phải chuẩn bị đi múa kiếm giết người. Ở bên kia eo biển hẹp, Dany vẫn đang mất tích. Còn Tyrion thì phải gồng cơ đít thít cơ mông để cái thành Meereen không tự Innova xong lăn ra chết. Sau khi Varys moi được thông tin lũ chủ nô ở các thành phố khác đang hỗ trợ lũ con của điều nhân ở tập trước, tập này Tyrion quyết định hòa nhã tí, mời đại diện của mấy bố đến, thương thuyết bằng lợi ích và gái gú để các thành phố dần dần xóa bỏ các chế độ nô lệ trong 7 năm tới. Tất nhiên là có tiền đền bù cho những thằng nào mất tiền. Mấy thằng chủ nô được thuyết phục bằng phụ nữ thì cũng xuôi xuôi, gật đầu như con chó trên ô tô. Nhưng mà trái với cái sự sung sướng khi được những cơ thể cong mềm mại ngồi lên của bọn chủ nô, thì những người tự do cựu nô lệ trong triều đình của mẹ rồng đang vô cùng phẫn nộ với quyết định của Tyrion, nhất là hai đồng minh thân tín sâu xám và Missandei, bất mãn vì nghĩ là Tyrion đang quá coi nhẹ chế độ nô lệ và không biết là bọn chủ nô có thể táng tận lương tâm đến mức nào. Nhắc đến mẹ rồng thì hai ông thành viên fan club đã truy vết tới được Vase Dothrak, kiểu thành phố duy nhất của đám Dothraki. Không đến đây thì biết đến đâu đâu. Thằng Khao Morrow bắt được Dany, muốn đưa cô trở lại đây để cho vào đền sống. Như tất cả quá phụ của các Khao từ trước đến nay, tất nhiên là vũ khí bị cấm ở Vase Dothrak, nên giờ hai ông tướng này phải vứt hết dao kiếm ra ngoài, tất nhiên là bỏ cả súng ra. Trong lúc cất đồ thì Dario vô tình thấy vết vẩy xám trên tay Jorah, nhưng cả hai anh em phải xuống luôn, chứ Dany đi xa ngày nào không yên tâm ngày đấy. Về lại Westeros thì Peter Baelish đã đi từ Vương Đô về đến xứ Vale, và ông chúa con Robin bắn mũi tên còn chả xong, có vẻ thích chơi chim hơn là học chiến đấu hay là lãnh đạo. Dượng Peter cho xem chim cái là tớn hết cả lên, nghe lời lão giả dơ này răm rắp. Peter về đây là để huy động kỵ binh xứ Vale, kiểu chỗ này là một trong những chỗ hiếm hoi ở thất đại đô thành, không bị chiến tranh ì xèo nên quân còn đông, lương còn nhiều. Giờ mang quân đi quẩy ở phương Bắc, đấm bỏ xừ mấy thằng Bolton vì tội láo, thì vừa có cơ hội giành lại Sansa, vừa chứng minh cho mấy đứa nhà Lannister là mình không phải thằng cháu hai mang. Dù chúng ta xem phim thì ai cũng biết bố này nhiều mặt như nào. Ngược xuống phía nam tí thì sau nhiều ngày bị ngược đãi rồi tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần trong ngục, có vẻ là hoàng hậu Marjorie cũng sắp gãy và bị tẩy não mất rồi. Sau khi thấy thím này ngoan ngoan, chim sẻ đầu đàn cho phép hoàng hậu được thăm anh trai, người giờ không chỉ cong mà còn gãy hẳn luôn, tàn tạ lắm rồi. Và thế là thím này khuyên anh trai thôi thì cứ xuống nước để được sống, chứ giờ Bacelet cũng chả lợi ai. Ở ngoài nhà lao, Cersei giờ đã thấy quá hối hận với nước đi và lòng đất của mình nên đến gặp người nhà Tyrell, cụ thể là bà già Olenna, để cùng ủ mưu lật đổ lão chim sẻ đầu đàn. Ít nhất là trước khi bọn cuồng giáo này ngồi lên đầu cả hội, bàn gì thì sau sẽ biết. Rick giờ có vẻ đã hoàn hồn lại thành Theon, đã trở lại được đảo Pike của quần đảo sắt, thì biết tin bố mất, và như thông lệ của các con của sắt thì sẽ có người phải vận động tranh cử để làm vua. Theon đến gặp Yara, trước tiên thì bị chửi cho như mưa vì vụ giải cứu Fail Lloyd đợt trước, nhưng giờ biết em thoát được thì cũng mừng. Theon tuy giờ trở lại làm người nhưng vẫn bị những sự tra tấn của Ramsay làm cho cùn mòn nên tự ti, giờ chỉ biết phó trợ cho chị gái lên tranh cử làm nữ hoàng của quần đảo sắt. Ngược lại lên Winterfell tí thì Osha lại định bài cũ soạn lại, thôi miên Ramsay bằng vú rồi định tìm cách giết. Nhưng thằng Ramsay này là một con cáo già, đã nghe hết những gì Theon kể nên một trò của Osha không thể dùng lên hai thằng. Osha định vớ con dao ăn để đâm Ramsay, nhưng thằng con hoang phương Bắc đã nhanh hơn một bước, cho Osha một dao ngay cổ và thế là hết. Ở đầu bên kia chiến tuyến, Sansa và Jon nhận được thư chiêu hàng của Ramsay, bảo rằng hắn đang giữ Recon, thế nên khôn hồn thì mang chị ra đổi em, không thì coi chừng. Tất nhiên là khó khăn lắm mới thoát ra được, ngu gì Sansa tự đưa đầu vào dọ. Cô cố thuyết phục Jon giành lại Winterfell, nhưng mà em gái ơi, quân đâu ra mà chiếm, quân của anh là những người anh đã cứu đấy thôi. Trở lại Vase Dothrak thì hai ông tướng Dario và Jorah đã lẻn vào được thành phố, lỡ giết mất hai người và tìm được Daenerys. Hai ông kia định dẫn mẹ rồng bỏ chạy, cơ mà thím này có một kế hoạch VIP pro hơn. Đêm đó, khi các Khao của người Dothraki đang vào phòng họp bàn luận về số phận của Daenerys, rằng nên đổi cô lấy ngựa từ bọn chủ nô Yunkai hay là giữ lại làm cảnh trong ngôi đền của quá phụ, thì Daenerys đi vào làm một bài diễn văn oách xà lách rằng thời đại mới đã đến và mấy thằng não cơ bắp này thì làm gì có tuổi mà lãnh đạo tộc Dothraki. Xong chả nói chả rằng, đổ hết mấy chậu lửa trong phòng ra, thiêu cháy cả căn lều. Cửa ra ngoài đã bị cái chốt bởi hai ông sim chúa,
nên đám cao chỉ có từng thằng một bị thui. Để rồi khi cả căn lều cháy ngùn ngụt, là người duy nhất kháng lửa trong lều, Daenerys ung dung bước ra. Tại lửa cháy hết quần áo rồi, khiến toàn bộ Vase Dothrak nhìn cô như thánh sống, quỳ rạp xuống. Dấu hiệu cho rằng Dany đã thu phục được thêm một đội quân nữa về dưới trướng. Sang tập 5, Peter Baelor đã đích thân đi gặp Sansa, giảng hòa xin lỗi các kiểu. Trước là để ngỏ ý muốn đưa quân sứ Vale đến giúp sức cô. Sau là để báo rằng ông họ của Sansa, Brynden Tully, hay là chiến tướng Hắc Ngư, đã thu vén được một đội quân nhà Tully để chiếm lại lâu đài Riverrun. Sansa thấy cái vẻ mặt ăn năn của lão Peter thì tin. Đùa đấy, tin thế quái nào được, nên từ chối sự giúp đỡ, bảo rằng mình sẽ tự lực cánh sinh. Cô bảo Jon đi đến từng gia tộc miền Bắc để hỏi thêm quân, nhưng Jon cứ lẩn lữa mãi. Nhưng anh có phải người nhà Stark đâu, họ sẽ không nghe anh đâu. Em thì vẫn là người nhà Stark, nên yên tâm, anh em mình đi thì sẽ được. Cho lúc đấy, Sansa cử Brienne và Podrick đến Riverrun để xin trợ giúp của Hắc Ngư, vì người nhà vẫn khá là quan trọng. Nhắc đến anh chị em nhà Stark, thì bài test thứ hai mà Arya được giao là giết một người phụ nữ có nghệ danh là Phu Nhân Xếu, một diễn viên trong đoàn kịch tại Braavos. Đám này diễn toàn kịch xuyên tạc những sự kiện đã xảy ra ở Westeros. Xem rất hài, nhưng đến đoạn liên quan đến gia đình Stark thì không vui lắm với Arya. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì Phu Nhân Xếu là một diễn viên vô cùng thực lực, nên Arya có chút do dự. Phía bên kia bức tường, ở chỗ cây cổ thụ ngàn năm, Bran đã được quạ ba mắt cho xem chuyện về cả ngàn năm trước. Và hóa ra những người thuộc tộc đứa con của rừng sâu chính là những người dùng ma thuật tạo ra thằng bóng trắng đầu tiên, aka Dạ Vương. Bran dạy chất vấn thím con của rừng sâu gần nhất, thì được giải thích là hồi đó họ đánh nhau với loài người y xèo quá, thua nhiều, bị đánh đau, nên thất sách mới phải làm như thế. Ngược ra ngoài biển, ở chỗ quần đảo sắt, giữa buổi tranh cử lấy slot trên ngai muối, tưởng như Yara, sau khi có được sự hậu thuẫn của em trai, sẽ chắc chắn trở thành nữ hoàng đầu tiên của quần đảo sắt, thì ông chú Euron Greyjoy ung dung đi đến, tự thú mình đã giết anh trai vì lão quá già và lẩm cẩm, rồi khoe thông thạo rằng mình đã trải qua đại hải trình nên xứng đáng làm vua cướp biển của quần đảo sắt, vì đây là thời trung cổ, trọng nam khinh nữ. Chưa kể thằng cha này lang bạt nhiều nơi, lưỡi dẻo hơn Yara 1 tỷ lần. Euron dễ dàng chiến thắng trong cuộc vận động tranh cử, được làm lễ để lên ngôi luôn. Hai chị em Yara và Theon biết chuyến này ông chú mình lên làm vua thì cả hai khó mà toàn mạng, nên đã bốc được bao nhiêu người trung thành, nhảy lên những chiếc chiến thuyền đẹp nhất 7 trọ. Trở lại với mẹ rồng thì sau khi an toàn, mẹ rồng biết được Jorah đang bị bệnh vẩy xám, thì thấy siêu bạn thân không ngại nhảy vào chỗ chết để về gặp mình bao lần, giờ còn mắc bệnh nan y, khiến Daenerys vô cùng đau lòng. Ông già sim chúa khốn khổ vừa bày tỏ tình yêu của mình với Daenerys rồi định rời đi thì bị cô gọi lại, ra lệnh cho ông hãy tìm thuốc chữa cho căn bệnh để về bên cạnh Dany khi cô giành lại được thất đại đô thành, khiến Jorah vô cùng cảm kích. Ông già rời đi. Còn chúng ta thì quay sang chỗ Bran què xem tiếp. Dù quạ ba mắt đã dặn là đừng có bay nếu không có cơ trưởng, nhưng Bran chán quá không có gì làm, vẫn cứ bay lắc như thật. Cậu trở về chỗ cái cây nơi tiến hành nghi thức sinh ra Dạ Vương, lẩn vào binh đoàn người chết. Nhưng vì một cái logic khó hiểu nào đấy, bị Dạ Vương trong ký ức phát giác, cầm vào tay, tỉnh dậy vẫn còn hằn vết tích. Quạ ba mắt thấy thằng cháu thế thì giời ơi, ông đã bảo rồi, giờ thằng Dạ Vương đánh dấu được mày rồi, nó sẽ đuổi mày đến cùng trời cuối đất. Cũng tại dấu ấn của Bran, giờ Dạ Vương biết chính xác cậu đang ở đâu, và tất nhiên là cái hang cổ thụ ngàn năm này cũng không chặn được người chết nữa. Vừa nói xong, lũ người chết đã dần dần xuất hiện, và chúng ta được thấy là bọn này đốt lửa thường chả xi nhê gì. Lũ xác chết đông như quân nguyên tràn vào hang, khiến từng người một thuộc tộc những đứa con rừng sâu phải hy sinh để chặn đầu. Mera ném giáo long thạch đi một tên, nhưng lũ này đến đúng lúc hai ông cháu Bran đang bay lắc về quá khứ, nên chật vật lắm Mera mới gọi được Bran. Nghe thấy tiếng gọi của bạn, Bran dù đang ở trong quá khứ cũng nhập hồn vào hâu đo. Lúc đó là Wylys giúp cậu bê cái thân què chạy khỏi hang. Ảo thật, nhập hồn quá khứ xong đặt lệnh để tương lai thực hiện, như một cốt đờ thực thụ. Mera, Bran và hâu đo chạy trối chết, con quạ ba mắt thì ở lại chấp nhận cái chết. Đi qua đường hầm ra đến cửa thì Mera gào bảo Bran cho hâu đo giữ cửa lại. Hâu giờ đo, lời cầu xin của Mera theo Bran vang về tận quá khứ, in hẳn vào Wylys dữ dội đến mức khiến cậu bé lăn ra đất, chỉ có thể liên tục nhắc đi nhắc lại hâu giờ đo, hâu giờ đo, rồi co giật. Dần dần câu cầu khiến đó chỉ còn gọn lại đúng hai từ, hâu đo. Và từ đó hâu đo không nói được gì ngoài hâu đo. Đầu óc có bị tổn hại nặng nề, tức là Bran đã gián tiếp biến một người cao lớn khỏe mạnh thành thằng niêu. Bất hề, ít nhất thì với sức mạnh của hâu đo, họ đã giữ được cái cửa một lúc. Sang tập 6, sau sự hy sinh của hâu đo, Mera kéo được Bran vào trong rừng, nhưng hai người mà chỉ có hai chân là quá ít, nên chẳng mấy chốc giữa rừng họ bị một bầy sắc sống quây quanh chuẩn bị cắn vào đít. Không còn hâu đo để điều khiển, mà Bran vẫn đang trong cơn phê, vì tất cả những viễn cảnh quá khứ mà quạ ba mắt airdrop vào đầu thì đùng cái giáp câu chuyện dẫn lối, một kỵ binh áo đen bí ẩn mặc đồ trông như hội gác đêm xuất hiện. Solo 1-10 với quả lư hương cháy rực trông rất chi là gấu mèo. Ông kia bốc mấy đứa lên còn nhanh hơn mấy anh bè chở khách, rồi kéo hai chị em đi rõ xa. Sau khi nghĩ đã đủ xa, người kỵ sĩ bí ẩn xuống ngựa, nổi lửa nấu bữa tối cho mọi người. Sau vài câu nói, Bran nhận ra đó không ai khác chính là chú Benzen, người mà Jon tìm mỏi mắt từ phần 1.
Chú Benzen kể là đội của chú có bị bọn bóng trắng úp lồng, nhưng mình chú được những đứa con của rừng sâu cứu, đâm một miếng long thạch vào tim để ngăn ông không biến thành zombie. Nên giờ chú Benzen kiểu chết 1/2, sống 1/2. Đưa các cháu về gần bức tường thì được, chứ xa hơn thì chú chịu. Ma thuật của tổ tiên Brandon thợ hồ là quá mạnh, ngăn cản người chết đi qua bức tường xuống phía nam, nên chú Benzen chỉ có thể thả các cháu ở đây, ngược xuống phía nam. Thì giờ ông Sam mới đưa được bạn gái và con về đến Hornhill. Dặn đi dặn lại là đây là con của tôi, nhớ thế, không thì mình không có chỗ trốn đâu. Gilly nghe Sam dặn thì gật đầu rùm rụp. Cơ mà may là mẹ và em gái Sam dễ thương dễ mến, nên cũng không sao. Cơ mà bố Sam thì không hào hứng đến thế. Trong bữa tối, ông già liên tục flex thằng con thứ, rồi chửi Sam là thằng đầu to mắt cận, béo, đần, cận, chỉ, chỉ biết sách vở, không xứng đáng với tiếng tăm nhà Tali. Thấy người yêu bị mà sát, Gilly đứng ra bảo vệ Sam, nhưng vô tình để lộ mình là người man tộc, khiến bố Sam còn phẫn nộ hơn nữa. Kiểu bố Sam chỉ phân biệt chủng tộc thua mấy thằng mũ trùm trắng bên mẽo thôi, nên ngồi chung mâm với một con man tộc làm ông già cảm thấy bị xúc phạm. Vì ông già đã phá hỏng bầu không khí, ai về phòng nấy luôn. Đêm hôm đó, Sam lẫn Gilly và Sam bé ra khỏi nhà, tiện thể lút luôn cây kiếm Valyrian gia truyền của cả nhà, mang vào đại nội nghiên cứu. Tất nhiên là trước đó Sam phải đến Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều ưu đãi đặc biệt cho học sinh sinh viên để sửa điện thoại cho Sam bé chơi. Không thì thằng bé con sẽ không để yên cho hai người lớn đọc sách ở đại nội mất. Ở Vương Đô, chim sẻ đi nắng biết các đại gia tộc Tyrell và Lannister đang chẳng yêu thương gì mình, nên lợi dụng việc hoàng hậu đang trong tay mình, rủ rỉ với nhà vua về tầm quan trọng của đức tin, rồi thả ngay cái cửa cho Tommen gặp vợ. Marjorie thì cũng gãy lắm rồi, đọc thuộc lòng kinh thất diện thần vanh vách, mà ông chồng con này thì vợ gọi thì bẩm bà xin thưa, nên nói gì là nghe cái đấy. Nước đi quá là cao tay của chim sẻ đi nắng này, đã làm hỏng hẳn kế hoạch cướp người của Mace Tyrell và Jaime. Khi họ vừa dẫn quân đến định cướp hoàng hậu về, thì thím này được ân xá, vì đức vua giờ đã là con rối của Hưng Cao chim sẻ, tuyên bố với bàn dân thiên hạ đức tin và ngai vàng là hai trụ cột không thể tách rời của thế giới. Thôi, tự dưng nâng mấy con chim sẻ này lên ngang bằng mình, không thể nào đi vào lòng đất hơn. Jaime dọa từ chức vệ vương, thì Tommen chiều ông cậu kiêm ông bố bằng cách cho ông từ chức luôn. Cơ mà giờ hết slot ngồi không ăn lương rồi nhá. Tommen gửi ông bố cầm quân đến Riverrun ngay và luôn. Vì như Joffrey đã thảo ra trước, thì sau đám cưới đỏ, Riverrun là chỗ của nhà Frey, nên giờ Hắc Ngư lấy lại đất tổ, tạo ra một quả giao tranh siêu to khổng lồ. Bọn Frey con lão Wilder thì toàn bọn bất tài vô dụng, cắn lén là giỏi, nên giờ lão già phải dùng con bài tẩy là Edmund Tully, aka ông cậu của mấy đứa con nhà Stark, chú rể của đám cưới đỏ, để uy hiếp Hắc Ngư nôn cái lâu đài ra tại Braavos. Chúng ta cùng trở lại với nhiệm vụ của Arya. Với những gì mà Arya chứng kiến về con người lẫn tài năng của phu nhân xếu, làm Arya không nỡ giết, đã bỏ cuộc rồi còn gạt chai rượu đi. Điều này dĩ nhiên là không qua được mắt giám thị, được người đàn ông cử đi theo, chính là bà chị tóc ngắn. Thím này thấy Arya fail thì về nhà đen trắng mách lẻo luôn. Người đàn ông gật đầu, dù thấy quá tiếc vì Arya có những thiên phú quá đỉnh. Arya thì ra bờ biển để tìm lại thanh kiếm mũi kim của mình. Và may quá dân Braavos có ít đồng nát, kiếm vẫn ở nguyên chỗ của bé giấu. Sang đến tập 7, Arya dùng hai túi bạc đầy, hình như là của chó săn, mua một slot tàu về Westeros. Và sáng hôm sau, Arya thong thả đi bộ trên đường, thì bị chị tóc ngắn đóng giả làm bà lão, đâm Arya tí thì lòi ruột, làm cô bé phải nhảy xuống nước, mất hút hàng lươn. Bà chị kia thấy không còn tí bóng khí nào thì mới rời đi. Arya ngoi lên ở một cái cầu thang rõ xa, rồi ôm cái bụng bê bết máu đi tìm sự trợ giúp. Gặp được ai thì tính sau. Nhắc đến túi tiền của chó săn, thì hóa ra chó săn Sandor Clegane vẫn còn sống, được một người đàn ông tốt bụng kêu mang. Ông này thì tên là Ray, nhưng mà bạn cũng không cần nhớ lắm đâu, tại ông này tí nữa là bị hóa kiếp sang làm giám đốc khách sạn Continental rồi. Thôi không đùa nữa. Thì ông này là người kêu mang rất nhiều người cầu bơ cầu bất, phụ nữ trẻ em đến một vùng đất mới lập nghiệp, cắm rùi xây nhà xây trấn. Ông này kiểu bạn thân mới của Sandor, rủ thằng cha mặt sẹo ở lại bắt đầu cuộc sống mới. Sandor bảo đèo bóng như này không hay đâu, nhỡ đâu có đánh nhau sao bảo vệ tất cả được. Và mồm thằng cha này thối vờ lờ. Vừa đi đốn củi được một lúc thì cả làng đã bị mấy thằng hôm trước xin đểu đồ ăn đến tàn sát. Ray thì bị treo lủng lẳng trên cái khung nhà thờ mà mọi người khổ lắm mới dựng được lên. Sandor cay lắm, thế này thì ai cho hắn lương thiện đây. Hắn trở lại nhân cách chó săn, vác dìu đi rửa hận. Trên phía bắc, Jon, Sansa và tất nhiên là chiến thần thương lượng Davos đã đến từng nhà hỏi quân để đi khô máu. Họ đến đảo Gấu, lãnh địa của nhà Mormon. Thì cái gia tộc này người lớn cũng đi hết, mỗi ông Jorah còn thở thì đầy đi biệt xứ, nên cả gia tộc phải để một cô bé 12 tuổi gồng gánh. Jon và Sansa nói chuyện mãi không thông, thì chiến thần Davos bắt đầu vào thương lượng. Với kinh nghiệm của dealer kiêm buôn lậu, Davos thành công thuyết phục cô bé cho quân của nhà Mormon nhập hội với quân của Jon. Và hài thế nào là thuyết phục đứt lưỡi cũng chỉ xin được 62 mạng, tức là tầm 3.000 mốt thịt. Eco không thấm vào đâu, tại nhà Mormon nổi danh chứ có đông quân đâu. Jon và Sansa tiếp tục tới lâu đài của nhà Glover, nhưng mà ông này cũng ngấy đánh đấm lắm rồi, nhất là sau khi bị Robb Stark nướng vàng giòn hết người trong Vũ Vương chi chiến. Nên giờ tổng cộng lại cứ xin nhỏ giọt thế này cũng chỉ được tầm vài trăm người.
quá ít so với quân số mà Ramsey có thể điều động. Sansa bảo chờ tí anh, thì John lại nhắc em là chờ thế có mà mít mùa, có bao nhiêu quân đánh bấy nhiêu thôi. Thấy tình hình không ngon lắm, Sansa bí mật gửi thư gọi trợ giúp. Và thì rõ ràng là chúng ta đều biết Sansa đang định gọi trợ giúp từ ai, nhưng mà giờ chưa phải lúc để bàn vụ này. Nhắc đến Sansa, thì ông già mà mẹ Sansa gọi bằng cậu, aka Hắc Ngư, đang chiếm đóng pháo đài River Run. Bọn nhà Frey bất tài vô dụng, set up một trận vây hãm cũng không xong, mang Esmer ra dọa cũng chả dám làm tới nơi tới chốn. Đúng lúc này thì Jaime tới, và theo lệnh của nhà vua, Jaime và Bronn lần này sẽ tiếp quản cuộc vây thành. Jaime hẹn ông già ra nói chuyện riêng, thì ông già bảo tao năm nay trên 70 tuổi, không sợ bố con thằng nào. Hắc Ngư bảo ông có đủ lương thảo để cố thủ 2 năm, thích vây thì xin chiều. Dăm ba cái thằng đồ vương giờ lại còn cụt tay. Sang tập 8, Brienne và Podrick giờ mới đến được River Run. Và nể là người quen của Jaime, nên hai cô trò mới không bị cắt tiết ngay tại chỗ. Jaime nhận ra Brienne có cùng mục tiêu với mình là đưa Hắc Ngư đi chỗ khác, nên bảo cô vào thuyết phục ông già rời đi, họ sẽ không cho truy binh úp lòng. Brienne vào nhà, nói được dăm câu thì bị ông già chửi cho té tát, bảo là may thân với Jaime thôi, chứ có cái củ cải mà vào đây nói chuyện với tao dễ thế. Ông không tin những gì Brienne nói về việc giúp Sansa giành được phương Bắc, chưa kể là phương Bắc là chuyện của nhà Stark. Ông già là người nhà Tully, sinh ra ở River Run và nguyện chết đi ở River Run. Tình hình căng như dây đàn. Jaime chơi bài khá là choi, đấy là lôi vợ con của Esmer và đe dọa, rồi thả Esmer về River Run, khiến ông em chã này sợ run vòi. Hắc Ngư bảo cứ đóng cửa thả chó, nhưng Esmer mới là người thừa kế hợp pháp của nhà Tully, nên giờ quân lính nghe lệnh bố này, mở cửa vào như thật. Ngay khi vào nhà, Esmer ra lệnh bắt chú giải cho nhà Frey, còn quân lính hạ khí giới đầu hàng hết, ăn hại đến thế ở cùng. Hắc Ngư biết chuyến này lành ít dữ nhiều, chỉ đường cho Brienne và Podrick tranh thủ hỗn loạn bỏ chạy, còn ông sẽ ở lại khô máu một trận cuối cùng ở nơi chôn nhau cắt rốn, hy sinh bảo vệ những gì mình trân quý. Tại Braavos, người mà Arya ôm một bể máu đến nhờ trợ giúp không ai khác chính là phu nhân Sếu. Bà này băng bó cho Arya vì bà kể ngày xưa bà hay đâm người yêu như này lắm, nên lúc hết giận rồi thương thì phải băng bó cho người ta chứ. Sáng hôm sau, Arya tỉnh dậy thì thấy phu nhân Sếu đã chết ngắc trên sàn. Thủ phạm không ai khác chính là bà chị tóc ngắn. Arya thấy kèo không giòn, quên mất hôm qua mình mất nửa lít tiết canh và vết thương trên bụng còn chưa lành, chạy thục mạng trên phố y như người còn nguyên thanh thể lực. Arya dẫn bà kia vào chỗ cô giấu kiếm, rồi chém đứt lìa nguồn sáng cuối cùng trong phòng. Chiến thuật này khá giống chiến thuật của mấy thằng ngu, kéo người ta xuống bằng mình rồi chiến thắng bằng kinh nghiệm. Tất nhiên là Arya chiến thắng, và thế là sảnh đường của những khuôn mặt giờ đã có thêm một cái nữa. Nhưng lần này vì làm nhanh quá không kịp tẩy sạch sẽ, nên nó bê bết máu. Arya đối diện với người đàn ông, thông báo nghỉ việc không làm sát thủ nữa, và lên đường trở về nhà. Vì một lý do nào đó mà bố kia lại cười cười, như kiểu đây đã là kế hoạch mà bro đã tính từ đầu. Chuyện của Arya đến đây là tạm ổn. Chúng ta hãy quay sang chó săn. Ông này sau khi bổ củi mấy thằng cướp đường thì vẫn chưa hết cáu. Trong lúc đi tìm bọn đầu sỏ để trả thù thì gặp ngay Thoros và Beric cũng đang xử tội lũ kia, vì đã là người của hội huynh đệ còn dở thói giết người cướp của, bêu xấu anh em. Nể tình những mất mát của chó săn, Beric cho hắn giết 2 trong số 3 thằng đầu sỏ. Chó săn đòi cầm dìu bổ, nhưng cả hai ông tướng kia bảo là bạn ơi, ai lại dã man thế, giờ treo cổ chúng nó là đủ rồi. Sau một hồi, vì ngại cãi nhau nên Sandor đồng ý luôn, xử gọn 2 thằng, rồi tiện bốc luôn đôi giày của một thằng để đi. Thoros và Beric tiện thể mời chó săn ăn một bữa, rồi hóa thân thành bộ phận HR mời hắn vào team. Đang cầu bơ cầu bất chả có chỗ nào để đi, chó săn đồng ý nhập bọn. Tại Vương Đô, Tommen ra một thông tin quan trọng rằng thằng nhõi con này sẽ ban mọi hình thức xử án bằng solo Yasuo. What? Thế là mày bóp mẹ mày rồi vua ơi. Vừa mới độ được thằng vệ sĩ mạnh như chít thì thằng con bóp cho quả đau điếng ở Meereen. Ông lùn và ông không dái đang tạm biệt nhau để Varys đi làm một nhiệm vụ siêu bí mật. Varys vừa rời khỏi Meereen thì lũ chủ nô từ các thành phố tự do đã mang một loạt chiến thuyền về vây hãm Meereen, bắn cầu lửa cho thành phố tung tóe. Tyrion đang nghĩ hay là nâng số gái khi thương thuyết lên thì mẹ rồng thình lình cưỡi con rồng to nhất trở về, cứu anh em một bàn thua trông thấy. Ngay khi vừa trở về, để ngăn việc thành phố bị cầy sới lên, Daenerys mở một cuộc thương lượng với đám chủ nô để bàn về thỏa thuận đầu hàng. Lũ chủ nô nghe thấy thế thì tớn mắt lên, bảo là giờ phải giả Meereen cho đám chủ nô, thịt 3 con rồng nấu lẩu, còn đội quân Unsullied thì bị bán cho thằng trả giá cao nhất. Dany nhìn mấy thằng già dơ kiểu, ê, chúng mày có đang hiểu sai gì không ấy? Thỏa thuận đầu hàng là chúng mày đầu hàng cơ mà. Daenerys vừa nói xong thì cưỡi lên con rồng to, rồi chính nó gọi hai anh em của mình ra khỏi hầm, bắt đầu khạc lửa cho nó khô mồm. Mục tiêu là những chiến thuyền của lũ chủ nô. Trên đất liền, những đứa con của điểu nhân bị binh đoàn Dothraki đánh úp. Đám chủ nô thấy kèo dở thối lính đánh thuê mua hôm trước cũng phải bỏ chạy hết, cùng nhau đẩy một thằng ra thí mạng thì mỗi cái thằng thí mạng được sống, còn hai thằng kia bị sâu xám cho một chém chết luôn. Đánh nhau chán chê xong thì đội thuyền chiến của Yara và Theon mới cập bến. Tại bà chị bận đi chơi gái, còn Theon thì còn dái đâu mà lấy phần. Đại loại là Yara và Theon muốn đưa hạm đội về dưới trướng Daenerys, đổi lại cô phải giúp hai chị em lấy lại ngai muối từ tay lão chú Euron và phụ nữ với nhau, nên Yara được Daenerys chấp thuận luôn. Chuyện ở đây thế là tạm ổn. Chúng ta hãy cùng hướng sự chú ý lên phương Bắc, nơi mà trận chiến to và hay nhất mùa.
và cũng là một trong những trận chiến đỉnh nhất của cả phim. Trận chiến của những đứa con hoang sắp diễn ra. Trước giờ khai chiến, John và Ramsay đến gặp nhau. John gạ là: "Giờ thôi để bớt lôi thôi, hai ta làm một kèo chủ tướng solo, thằng nào thắng có được thiên hạ." Ramsay cáo y như thằng bố, nhìn là biết kèo không giòn, vì John được người ta tôn lên làm kiếm sĩ mạnh nhất miền Bắc. Chưa kể thằng này biết thừa là quân của John ít hơn quân của mình rất nhiều, nên là có cái bầu đuổi Ramsay mới chịu. Mai Owen, đêm hôm đó, Sansa muốn cản John lại vì cô tin rằng thằng Ramsay kiểu gì cũng sẽ giết Rickon. Chưa kể lực lượng hai bên chênh kiểu 1/3, 1/4 thì kèo lệch quá, đi cái có khi lành ít dữ nhiều. Mỗi tội ông tướng John này đã quyết cái gì thì có mà ai cản cũng không nghe. Sáng sớm hôm sau, hai bên dàn quân ra chuẩn bị lao vào khô máu Owen. Ramsay dắt Rickon ra, bảo sẽ chơi một trò chơi, rồi cầm dao ra, thay vì cứa cổ thằng bé thì cắt dây trói cho nó, bảo nó chạy về phía anh trai, còn mình thì bắn tên xuống, thoát thì nó được tự do. Rickon chạy, John phi ngựa ra đón, nhưng vì Rickon non và xanh, không biết là phải chạy theo hình rích rắc, nên ngay khi Rickon đến được gần John, Ramsay đã làm ngay một tên xuyên tim, rồi nổ ngay một quả mưa tên lên ngay đầu John. Trong lúc John đang ba máu sáu cơn la vào, làm John phải bỏ ngựa mà chạy, nhưng con ngựa vẫn đi. John giờ mất ngựa, phải chân đất mắt toét đối đầu với đoàn kỵ binh của Ramsay. Nhưng may là đội kỵ binh của John cũng đã lao đến kịp lúc. Hỗn chiến xảy ra, John xông pha trận mạc như một người lính thực thụ, trong khi thằng Ramsay cứ hèn hèn và thông minh đứng ngoài rìa giao tranh chỉ đạo. Khi đoàn quân đang hỗn chiến, Ramsay ra lệnh cho cung thủ bắn thêm mấy lượt tên nữa, làm cỏ cả địch lẫn ta, xác chết bắt đầu chất thành từng đống. Ngay khi đội kỵ binh của cả hai bên bê xê lết, Ramsay lập tức triển khai đội hình ép mía, dùng những tấm khiên và giáo thu hẹp đội hình, dồn đội bộ binh của John vào một góc, y như cách chiến đấu của mấy thằng La Mã ngày xưa. Anh em bị dồn vào thở còn không xong, phá vòng vây quá khó khi mà khiên thì dày còn giáo thì dài. Tưởng như chuyến này John đi dễ khó về, thì đoàn kỵ binh đến từ Rohan, đến từ xứ Vale, được Peter Baylock dẫn đến đáp lại lời cầu cứu của Sansa, đến đè bẹp đội hình khiên giáo của Ramsay. Đen, rất là đen. Tức tối vì kèo tự dưng thối, thằng địch thủ của mình đang đâu rồi được trời độ. Ramsay rút vào thành định cố thủ, nhưng cái cửa vừa mới đóng xong thì anh khổng lồ ở team John đã đấm hỏng cái cửa bước vào. Dù phải ăn cả một núi tên, người khổng lồ can đảm gục xuống, khiến John phải đến an ủi. Nhưng mà ông khổng lồ vừa hoàn hồn lại thì đã bị Ramsay cho một mũi tên xuyên táo gục luôn. Thằng chó con bắt đầu cười, bảo là giờ thì chấp nhận kèo 1-1 với John, rồi lập tức bắn lia lịa vào John. Với hào quang nhân vật chính cũng như kinh nghiệm vào sinh ra tử, John vớ đại một chiếc khiên, rồi đỡ từng mũi tên một cách vô cùng ngầu lòi, thu hẹp khoảng cách đến đấm bỏ sư thằng láo cá chó Ramsay. John cứ đấm, Ramsay cứ hộc máu mồm. Nhưng mà khi John thấy em gái Sansa đang đứng đấy thì đứng dậy nhường em. Cờ Bolton giờ không khác cờ ba que, và sau mấy năm vắng bóng, lá cờ sói tuyết của nhà Stark lại tung bay ở Winterfell. Sansa nhốt Ramsay vào chuồng chó, và chính những con chó bị Ramsay bỏ đói lâu ngày giờ quay lại buffet thằng chủ. Sang tập 10, sau khi đánh nhau chán chê, giờ Melisandre tới số với ngài Davos. Davos đã tìm được con hươu cháy dở trong đống tro lẫn tuyết, và thế là rõ rành rành chính Melisandre đã gây ra cái chết của công chúa Shireen. Đoạn này rất cảm động nên tôi sẽ không đùa, mà khuyên các bạn nên xem phim để thấy ngài Davos đau đớn đến mức nào. Nể tình Melisandre đã hồi sinh mình, John quyết định không xử tử như lời ngài Davos nói, mà lưu đầy Melisandre khỏi phương Bắc, lên đây là chết ngay. Sau khi khôi phục lại nhà Stark, toàn bộ các gia tộc miền Bắc được triệu tập. Và sau khi tiểu thư Lyanna Mormont làm bài phát biểu rất là đỉnh, tất cả mọi người tôn Jon Snow lên thành Bạch Lang aka Sói Trắng, vua phương Bắc mới, người đã rửa hận cho đám cưới đỏ. Hai anh em ở phương Bắc đã tạm ổn, thì chúng ta đến với Arya. Arya đã đến được lâu đài Twin của nhà Frey, cho lão già Frey ăn cái bánh được nhồi bằng thịt mấy thằng con lão, kiểu tấm cho gì ghẻ ăn mắm cám ấy. Và rồi khi lão già mắt mờ chân chậm chạy đi tìm người giúp, Arya làm một đường ngọt sớt qua cổ, kết thúc cuộc đời của lão già nhỏ mọn thích đâm sau lưng. Báo hiệu là cái list của Arya sẽ còn rất nhiều cái tên bị gạch đi sớm thôi. Hoặc không, thôi xem mùa sau rồi biết. Về lại Meereen, sau khi đã biến vịnh chủ nô thành vịnh rồng, Dany quyết định tây tiến, đưa quân sang Westeros, bước đầu giành lại quyền thừa kế ngai sắt và thất đại đô thành. Cô đành phải bỏ lại thằng bố nhí Daryl để quản lý Meereen hộ mình. Chưa kể là kè kè một thằng tình nhân sang Westeros có vẻ là không lợi về mặt hình ảnh lắm. Daryl không muốn xa người yêu, nhưng mẹ rồng đã quyết thì không nghe cũng phải nghe. Tyrion sau những cố gắng, dù không thành công lắm nhưng vẫn được Daenerys thấu hiểu, phong lên làm bàn tay của nữ hoàng, aka chức tể tướng. Daenerys cùng đội quân vô cùng đông và hung hãn của mình lên thuyền băng qua biển hẹp, với cái hẹn là mùa sau sẽ tới, với những giao tranh vô cùng bùng nổ. Cùng lúc đó, tại Vương Đô, trong nhà nguyện Baelor, cuộc xét xử Loras Tyrell và Thái hậu Cersei đang được diễn ra. Cersei thì sủi, còn Loras sau nhiều ngày bị ngược đãi, chấp nhận trở thành thành viên của đội quân Đức Tin, từ bỏ danh phận, địa vị, tài sản của nhà Tyrell, khiến Mace Tyrell vô cùng phẫn nộ. Loras làm thế cũng chỉ vì sợ hậu quả mà lũ chim sẻ có thể gây ra, nhưng thế quái nào mà Cersei lại không sợ? Tại vì thím này có bài rồi. Cersei phát hiện ra dưới Vương Đô, cụ thể là dưới hầm nhà nguyện Baelor, vẫn còn rất nhiều thùng hoang hỏa để từ thời vua điên, nên là kế hoạch của thím Cersei rất rõ,
sủi cuộc xét xử, ngăn con trai rời khỏi phòng, rồi cho trẻ con đi đặt nến hẹn giờ đốt đống hoang hỏa. Lancel Lannister thấy mùi, nhưng chạy xuống hầm thì bị một thằng bé đâm ngay một dao thấu lưng, nằm bò ra đất. Margaery trong điện thấy không giòn, đòi rời đi thì bị đội quân Đức Tin ngăn lại. Chim sẻ đi nắng cũng cảm thấy không ổn, nhưng giờ đã quá muộn rồi, nến cháy hết. Lancel bò ra không thổi tắt kịp, nên tất cả hoang hỏa trong hầm đồng loạt nổ tung, hủy diệt hoàn toàn nhà nguyện Baelor cùng với nhà ở trong phạm vi xung quanh. Tommen quá bàng hoàng sau những gì xảy ra, nhảy từ cửa sổ lâu đài xuống đất chết. Sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, Cersei ung dung ngồi trên ngai sắt, trở thành nữ hoàng đầu tiên ngồi tại đây sau bao lâu? Từ thời vũ điệu của bầy rồng chắc thế. Ở phía nam, phu nhân Olenna đã được cháu gái bí mật bảo rút trước, đang mặc đồ đen để tang cho con cháu, ngồi bàn chuyện chính trị với Alaria Sen, người giết vua Doran Martell, cướp ngôi mấy tập trước. Hai người đàn bà mất tất cả vào tay gia tộc Lannister, đang ủ mưu trả thù bằng một cuộc chiến mới. Thì từ trong góc tối, Varys thình lình xuất hiện, báo hiệu rằng liên minh của những người không giái này sẽ vô cùng nguy hiểm. Và nhà Lannister còn mỗi hai chị em kia thì nên coi chừng. Đó là tất cả những gì đã diễn ra trong mùa 6 của trò chơi Vương Quyền. Tôi Cắn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.